Rồi chúng ta các chị đi đâu? Chị đi đâu? Chia tắt theo công thức là 2 lần 1 2 lần 1 lần 3 Em chào anh Hùng Phi, em chào tất cả mọi người. Quan trọng nhất là chúng ta hiểu. Khi chúng ta cắt hai một thì nó sẽ có một đường chạy, tóc của nó sẽ có độ vén chạy từ đằng trước về đằng sau. Còn cắt chúng ta cắt theo phương pháp là 2+1 thì nó sẽ rơi tại vị trí. Và khi nó rơi tại vị trí như vậy thì nó sẽ tạo cho mình cái gáy nhọn. Còn cái gáy của chặt hàm thì không phải như vậy. Cái gáy của chặt hàm chúng ta dùng công thức 2. Tiếp hạ xuống. Quay bên này, quay qua thì cũng nhìn nhé. Hello mọi người. Mọi người có thể tag những người đồng nghiệp của các bạn vào để họ có thể học được, để họ có thể giúp được các bạn. Không có vài thứ gì đó. Tiếp theo chúng ta sẽ chia. Chia tiếp từ những từ trên nhiều. Chia thật kéo đây. Em chào anh Bảo Huy ạ. Nếu trường hợp mà chúng ta bị dày, bởi vì thường thường nó rất dày, rất bị dày hai bên, chị sẽ trải như thế này thôi. Cắt để mà một cái form dáng tóc ấy mà nó ra được tự nhiên nhất theo đúng những cái đường trải, đường chia ấy, và thấy khô ấy, nó ra đẹp hết ấy, thì quan trọng nhất chính là chúng ta hiểu về, mọi người đã hiểu về cái đường chạy rồi. Nhìn này, được đấy. Ngắn đẩy cứ làm mỏ đi thì nó sẽ nhẹ đi, nhưng tuyệt đối nhé, tuyệt đối không được cắt, không được dốc cái phần này lên cao, vì nếu không nó sẽ mất đi cái độ lặng ở cái phần này. Để phần này nó mất đi độ lặng là coi như là tóc bị mất dáng đó. Không phải là cứ tỉa nhiều tốt đâu chị thấy ấy. Em tỉa rất ít, để cực ít luôn, tất cả các mẫu tóc em tỉa rất ít để mình giữ được cái khung hình đó. Ok, rất đơn giản. Tiếp theo đặt trước,
phần này chúng ta sẽ ở đây cái phần này có rất nhiều những sự biến tấu do khách hàng và do mình mong muốn. Vì khi mình đã hiểu rõ được thì nó rất dễ. Trường hợp ví dụ nếu như mình muốn ở đằng trước dài thì mình sẽ cắt cái phần này, hạ tay xuống để cắt cho nó dài để tạo ra những cái dáng khác biệt đi. Nếu trường hợp mà chúng ta muốn những cái dáng tóc ấy, mà nó có cái độ, ví dụ như cái này nó có cái ôm lên, chúng ta cắt chéo lên hoặc cắt bằng do mình. Ở đây ví dụ ở đây mình sẽ cắt nó hơi ôm nhẹ lên, hơi ôm nhẹ lên thì chúng ta sẽ cắt nó hơi xuôi nhẹ lên trước. Sau đó nó sẽ hơi dốc lên. Sau đó ở đây nhé, có hai loại lưu ý này. Trường hợp nếu như khuôn mặt xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ thì chúng ta sẽ chia sâu về sau để chúng ta cắt để làm gì? Bành để chúng ta mở hết khuôn mặt của khách hàng ra. Còn nếu khuôn mặt to, mà khách hàng mặt to thì chúng ta sẽ chỉ chia nhỏ này thôi. Đó, giống như tóc dài. Vậy thì mình sẽ chia nhỏ, chi tiết chia to lên nhỏ. Nếu trên nhỏ sửa trước đi nhỏ. Nhỏ đây, chúng ta sẽ chia này. Ở đây không tiếp này. Trường hợp nếu như chúng ta kéo 90 độ, nếu như chúng ta kéo 90 độ đấy để cắt theo cái điểm chuẩn đấy thì nó sẽ cũng sẽ hở ra rất nhiều. Hở ra rất nhiều. Nhưng mà thường thì những cái hàng thì em hay chia xuống là 45 độ để cắt, nó sẽ dễ ứng dụng hơn. Do mình sẽ lựa chọn những cái phương pháp cắt, những cái bài cắt. Và sau đó cắt xong chúng ta sẽ được chia cái điểm này, chia chéo cắt 90 độ. Phần này chúng ta cắt 90 độ. Ok, chia chéo kéo về theo khúc đầu tiên, một và kéo về. Nếu trường hợp muốn ở phần trên này nó nhẹ thì chúng ta lưng lên lại bằng một chút góc như này. Đúng không? Đây là để em những cái tóc ấy mà chúng ta giữ được độ dài nhiều trước hoặc là độ dài một chút nhiều trước thì nó dễ ứng dụng hơn. Nó ứng dụng hay không là do mình lựa chọn, không phải là do là cứ yêu cầu là phải mở hết ra mới là ứng dụng. Tiếp theo xem này. Thường thì em sẽ cắt phần đấy từ em không lấy hộp lấy quá nhiều, lấy nhiều nó còn đằng thì đằng trước ấy, nó sẽ hơi bị ngắn quá. Mà cách mình biểu diễn thì nó khác với cả cách để mình cắt kiếm tiền. Thế này hơi chắc nhẹ em trước này. Sau đó chúng ta sẽ chia cái kẹp kéo này. Sau đó chúng ta chia một đường này, cắt theo 90. Em chào tất cả mọi người nha. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ giúp thầy em nha.
vậy thì chốt lại công thức ở đoạn này để chúng ta tránh cái việc mà chúng ta quên bài, đó là 90. Thấy chưa? 90 phần hai bên liên kết về ở dưới 90 là 2 về 1 3 2 4 3. Ở trên cũng vậy. Và cái lớp này sẽ đi theo lớp sau kéo về. Thì nó sẽ cho mình ra cái hình dạng kiểu như này. Và rồi. Trên này. Ở trên này thì nó có hai loại hình cách, nó có hai phương pháp cắt. Một là collage, hai là decollage. Trải xuống. Chúng ta sẽ lấy một cái điểm đây. Để chúng ta làm điểm chuẩn. Lấy điểm này làm điểm chuẩn. Hạ xuống đây. Cái phần này rơi vào cái điểm nào, chị muốn phòng điểm nào, anh muốn phòng điểm nào thì cắt ở đó. Ví dụ đây. Chúng ta muốn phòng điểm nào thì chúng ta sẽ đưa vào đúng cái điểm phòng nhất ấy. Sau đó chúng ta sẽ lấy ra để chúng ta cắt. Đây, nó đây. Và chúng ta sẽ nâng 45 độ, cắt đi collage không liên quan đến phần dưới. Đây, phần dưới rất ngắn này. Thấy không? Và mình cắt đi collage đi. Để tạo độ phồng. Tiếp theo, chúng ta chia một phần ra, kéo về. 2, 1, 3, 12, 4, 3, để chúng ta cắt. Đấy, 45 độ. Tiếp. Nó về này. Đó. Vì phần trên nó phủ xuống là tự nhiên mọi thứ nó ôm hết, không có sợ gì hết cả. Anh này của anh không ạ? Tắt đi. Kéo về này. Tiếp này. Chia chéo, chia lan tỏa. Kéo về. Mọi thứ thì đều theo, chị thấy mọi thứ đều theo cơ bản đúng không? Nó không có gì ở lưng cao hết cả. Thì là mình không biết, không biết thì nó mệt. Bảo mình tự nghĩ nó mệt, nhưng mà biết rồi thì nó dễ không mà. Chúng ta sẽ chia ra làm đôi. Đây là mái chéo. Mái chéo thì là cái hơi chéo. Chia tầm tác hàng. Ở đây chúng ta sẽ có một cái, đây là cái điểm chuẩn này, chia cái đường chéo của cái phần này này, bởi vì nhiều khi các mọi người cắt không để ý nhé, là cái phần ngôi lệch mình lại không để ý cái phần chạy xa, cho nên là chúng ta bị ngắn này. Vậy thì chúng ta lấy cái đoạn ngôi lệch này ra để chúng ta làm điểm chuẩn. Ở đây em sẽ cắt nó vừa bị sống ở đằng sau, em cắt đằng trước ra em chút để phần má này, à đến phần phần cằm này, cắt này nên em chuẩn, sau đó hạ xuống cắt. Ủa nhiều đứa ít là do mình. Ở đây mình đuổi ít thôi, chạy ít. Phần bên này mình có thể cho chạy nhiều hơn, bởi vì bên này nó mỏng, chúng ta sẽ cắt chéo nhiều hơn.
vì bên 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 mỏng ấy mà chúng ta cho chạy ít ấy, là nó bị lặn, nó rơi xuống. Nhưng bên dày mà cho chạy nhiều là gì ạ? Là cái lớp này bị ngắn và lớp này bị dài. Đó. Chúng ta phải tính cả cái phần độ rơi. Sau đó thì chúng ta sẽ lâm lên, cắt bỏ không rộng. Phần này không rộng. Nó nên được cắt không rộng luôn. Sau đó chúng ta sẽ cắt kết nối với hai bên. Bắt đầu chia này. Chia một đường chéo này ra. Cắt kết nối xung quanh. Còn là các mọi người có thể cắt và kéo hết cái phần này lên. Và trước đã. Để cắt theo cái điều chuẩn này đã. Sau đó mọi người cắt vòng khung. Cắt chạy xung quanh. Cắt chạy xung quanh này. Cắt lối thành vòng tròn chạy xung quanh theo hướng 0 độ. 0 độ nhé. 0 độ. Phần C là cắt 0 độ. Chạy tròn về sau. Ở đây là một cái combo, nó gọi như combo thì chúng ta sẽ chạy vòng tròn về sau. Cắt hết quanh đầu. Ở giữa rồi. Bây giờ mình cắt chạy xung quanh. Cắt bên nào trước thì cắt. Cắt quanh người, cắt bên nào trước thì cắt. Thế như làm sao chúng ta chạy hết xung quanh hết đầu. Thì cái phần đằng trước nó sẽ kết nối phần đằng sau. Đây này, cái điểm này và cái điểm trước nó kết nối với nhau này. Còn ở dưới này này, là nó dài, nó phủ hơn đấy. Nó không dài bằng đâu. Bởi vì nó nít collect mà. Và tiếp theo này, cái quan trọng nhất là ở cái điểm này. Chính là cái điểm mà chúng ta loại bỏ góc nhọn ở trên đỉnh. Bởi vì cái góc, bởi vì nếu chúng ta không loại góc nhọn ấy, thì nó trở thành cái đầu bốc. Đây một này, nó trở thành cái đầu bốc bình thường. Nhưng chúng ta phải loại góc nhọn này. Đây. Ở đây chúng ta cắt là ống nhỏ, tức là ở đây chúng ta cắt chính hơn là ống nhỏ. Tròn hết. Tiếp. Chuyên. Tại vì công thức của nó là gì? Thế đó là 90 nó là đồng nhau bản tiên không 90 thay đi xuống để đợi trên cơ bản em chào tất cả mọi người ạ. Em chào anh Lê Ngọc Lê Trọng Thắng, chào anh Tạ Minh An, chào Tân Tân, chào Hoàng Bảo Huệ, chào cho Bùi Quế Nga. Ý là nói là công thức sẽ là biến đôi cái thẻ ở dưới là 90, phần trên là 45 đi còn đấy. Phần trên là chào anh Ngô Thống Trung, nay xếp cắt bài không độ và phần trên mới là 90. Bốp Nhật Hàn anh ạ. Thì công thức của nó chính là 90 45 công 90 rất đơn giản. Đây là một trong hai cái công thức khác. Mỗi một công thức mà sẽ làm cái bài thì em sẽ chuyển cho chị hết cái slide để nhà chị, tức là nhiều khi hiểu rõ phải hiểu rõ làm gì ra hiểu rõ thì nó rất dễ hình ảnh. Bây giờ chúng ta sẽ tuyển cái chân tuyển này. Cái gánh này, cái mái này, nếu mình thích mà nó có độ nhọn nhiều thì chúng ta biết phải làm gì rồi đúng không ạ? Cầm cam. Đúng không? Bây giờ là cái tỉa. Tỉa trước một chút. Bởi vì thường thường, những cái giá được hàng ấy, mọi người lên tỉa trước. Vẫn theo cơ bản.
này là moi phải là rỗng bớt ra để chúng ta sẽ moi ngược. Tiếp theo chia cái này ra. Ôm về trước. Bốn màu. Em chào anh Trường Phúc ạ. Chị hiểu đoạn này không? Cắt như thế nào thì tiền như vậy. Lớp này sẽ bay về sau. Tiếp theo lớp này bay về sau. Lớp trên sẽ bay về sau. Lớp dưới bay về trước, nó như chữ S. Sấy cái dáng này là sấy như chữ S. Lớp này sẽ bay về sau. Mặt cắt sẽ ở đằng trước để quay gần sang. Lớp này chú ý chú không? Bay về sau ở lớp dưới nó bán được chưa? Này tương tự như vậy chúng ta sẽ cho nó bán được chưa? Lật ngược cái này lên để cắt từ đằng sau về đằng trước. Bởi vì mình đang muốn đẩy đằng trước đúng không? Đẩy đằng trước này. Khi chúng ta hiểu rồi thì nó rất là dễ rồi. Nó chết ở cái đoạn này hiểu.
về sau. Đây là mỏng, hai mỏng. Trường hợp kiểu những trường hợp mà nó dày quá thì chúng ta phải làm mỏng hai mặt nhé. Còn nếu mà làm mỏng một mặt là nó tóc nó bị lõm. Chị thấy rất là không? Mái. Mái lật ngược lên này. Mòi bớt chút tóc lên. Nếu trường hợp cái mái dày bảo có tóc alo hỏi không chứ một người một kiểu mốt không cơ. Hello mọi người có hiểu không ạ? Cả nhà ai cho tôi xin mấy comment nhé, cho tôi xin mời comment để lấy cái động lực để sau này tôi sẽ làm nhiều video kỹ cho mọi người xem. À, rồi một kiện nó bao nhiêu tiền? Một kiện đầu lạnh. Thôi thứ hai đi, nhà tốt mình cũng về thứ hai. Là chủ nhật và thứ hai đấy chứ không? Gì đó. Một kiện là 20 kg hả? Thôi vậy chị gửi rồi mình đi về luôn khoảng trăm. Rồi, ok, cảm ơn cô chú. Rồi đặt đi em nè. Đặt đi cho chị. Đặt cho chị là... Một đặt cho chị là... Kiện thì mua. Thôi để về suy nghĩ tính sao được rồi hả đặt. Rồi, ok. Thôi vậy thì còn mắc hơn mà cái gửi nè. Vậy thầy đặt cho địa chỉ, thầy gửi dùm cho em lại cái chỗ gần đây luôn. Rồi, chỗ nào? Cái mẫu mà đằng trước ấy nó không quá bị nắn ấy thì dễ dụng hơn là những cái mẫu mà chúng ta cắt là cách. Em chào anh sau hình ạ. Pháp sư Ari cắt đẹp quá. Hello anh Huỳnh nhá. Hello anh Huỳnh, hôm nay giàu chứ anh? Mẫu này thì nó cực kỳ đơn giản nè các bạn ạ.
Thực ra thì một mẫu tóc nó không giải quyết vấn đề gì. Cái quan trọng nhất ấy, đó là các bạn làm chắc được cái căn bản ấy, để lay mai các bạn còn biết truyền đạt, đào tạo, dạy cho người khác ấy. Đấy mới là cái giá trị gốc rễ của vấn đề. Chứ còn một hai mẫu tóc ấy, chúng ta có thể chia sẻ cho nhau rất là đơn giản thôi. Nhưng mà cái gốc ấy, cái gốc của vấn đề mới là quan trọng nhất. Cầm ra. Nhiều khi chúng ta rất hay tìm đến ngọn, nhưng mà những người thành công ở trên cái vũ trụ này họ đều rất hiểu về gốc. Em cảm ơn Vũ Bích thật ạ. Cảm ơn sếp đã chia sẻ anh sau hình ạ. Hello. Khi mà mình cắt khung ấy, nó phải ra thì đến lúc chúng ta tạo kiểu thì nó mới ra được. Còn cắt khung mà chúng ta cắt ấy, nó chưa ra được khung ấy, thì ướt hay khô thì nó vẫn như vậy chị ạ. Cái lược này nó không, răng của nó to quá.